Tối 27 tháng 4, tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ chính thức đi vào hoạt động với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi nghệ thuật đường phố kết hợp với các gian hàng ẩm thực hấp dẫn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ đã được thành phố Phan Rang Tháp Chàm thực hiện chu đáo, sẵn sàng chào đón du khách. Thực hiện đề án tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đầu tư 13 tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường 16 tháng 4, Hoàng Diệu, Trần Quang Diệu và khu vực công viên 16 tháng 4. Không gian toàn tuyến đi bộ sẽ được phân thành 7 khu vực với các chủ đề riêng gồm không gian thể thao giải trí quần chúng, vui chơi trẻ em, dàn phao nổi nhạc nước, cung đường di sản gốm Bầu Trúc, cung đường đoàn kết phát triển không gian ẩm thực trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tuyến phố đi bộ sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ hàng đêm, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Sau đó sẽ hoạt động định kỳ vào tối các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Để không gian đi bộ thực sự là điểm nhấn du lịch, thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân và khách vào tham quan tuyến phố đi bộ.